Rồi, mến chào tất cả các anh chị và các bạn. Hiện tại thì Kiên đang có mặt ở con đường Cô Giang, phường Cầu Ông Lãnh, quận 1 nhé. Hôm nay đi qua đây ăn tối và muốn chia sẻ với cả nhà một cái địa điểm ăn cháo lòng ở cái con đường Cô Giang này khá là nổi tiếng nhé. Đây, ở đây là cái quán cháo lòng số 47 Cô Giang, quận 1. Buổi sáng là điểm tâm sáng, hủ tiếu chay, cà phê. Buổi trưa là từ 14:30 đến 22:00 là cháo lòng chị Thanh, và có cà phê giải khát nữa. Rồi chúng ta sẽ cùng vào bên trong thưởng thức cháo lòng ở đây nha quý vị. Cái nhìn này kia là muốn muốn ăn ngay rồi đấy, rất là hấp dẫn. Đây, cháo lòng. Cháo lòng chị Thanh. Ở đây có tim, có dồi, có lưỡi, có cái rất là nhiều thứ. Nhìn hấp dẫn quá. Rồi chúng ta vào đây ăn nhé. Đây chị đang bán đây cho chị. Bán cho em một phần đấy. Cái này là cái má heo đúng không? Ở dưới này là má heo. Cái này là dồi. Cái này là cái gì vậy? Nóc họng. Cái gì? Nóc. Nóc họng à? Đây, đây là cái này. Cái này ăn sạch sạch đấy. Một dĩa lòng như này bao nhiêu chị nhỉ? Dĩa lòng vừa là 60. Cái này vừa 60. 60 ngàn một đĩa. Ở đây là chị bán lúc mấy giờ nhỉ? 2:30. 2:30 luôn, em thấy trên bảng 2:30. Một tô cháo thập cẩm thì bao nhiêu chị nhỉ? 25 ngàn. 25. 25 đầy đủ hết. Ủa, cái chợ này là đây là người ta dẹp cái chợ lề đường rồi đúng không? Đúng rồi, không cho bán nữa đúng không? Đúng rồi. Nên em thấy chị dời vào trong. Chợ là buổi sáng người ta buổi sáng dẹp chợ, cái buổi chiều cũng dọn một đường. Sáng dẹp chứ thấy xuống đây là đông lắm. Mà giờ thấy là mà nhìn nó sạch sẽ hơn rồi. Nhìn sạch sẽ hơn. Bây giờ mình bán được bao nhiêu năm rồi chị nhỉ? Gần 4 năm. Chị năm nay ba mấy rồi, bán 40 năm rồi. Tưởng là gia truyền. Này khách mong về. Đây bọn trắng nữa đó, đó. Đây cái nồi cháo này. Anh lấy cuốn họng lưỡi hai thứ rồi. Đóng ngang lại mới ra. Để đóng dập đi đây có menu này. Đây là menu nước. Bên này là menu cháo lòng chị Thanh. Cháo lòng đặc biệt 35, cháo lòng thập cẩm 25, cháo xương 25, cháo huyết 10, đĩa lòng là 40, 60, má heo 30, ốc heo hấp gừng 30, mắt heo 10, nóc họng 10k 2 cái, xí quách 15k, bánh quẩy 3k. Ở đây
đây có ớt này, chanh này. Ăn cháo lòng thì đây chỉ làm một cái lọ này, là lọ cái này là xả muối ăn cho nó thơm, nước mắm. Đây tôi cháo lòng thì không thể thiếu rau thơm. Rau thơm thì có rau này là rau mục, gọi là rau mùi tàu, ngoài Bắc gọi là mùi tàu, trong này gọi là rau, rau thơm. Cái này gọi là rau húng chó. Húng lụi. Đây chỗ cháu lòng này quý vị. Rồi mời cả nhà tối. Mắm ngọt, mặn. Mắm đắng này, mắm đắng này. Đắng ngoài đây. Đắng mắm này. Em đi ăn mắm này. Mắm đó hả? Có lại xả chưa? Cho em miếng xả. Rồi, cảm ơn chị. Ồ, xả muối luôn nhỉ? Có lẽ ớt hả? Rồi, được rồi. Ớt xay. Rồi, chấm cái xả muối này. Xả muối thơm quá. Ớt này. Ớt xanh. Con má, 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 con má
Để cái địa chỉ ở bên dưới miêu tả mọi người có dịp phải ghé thưởng thức. Xin chào và hẹn gặp lại cả nhà trong những video tiếp theo.